Xin chào các anh em Sài Gòn. Sắp tới thì mình có một chuyến đi khoảng tầm 3 đến 4 ngày vào trong Sài Gòn. Mình vừa đi chơi cũng như là mình có một vài công việc ở trong đó. Và tự nhiên nhớ tới những anh em đang ngóng chờ những chai nước hoa mà mình gợi ý cho anh em sử dụng tốt ở trong Sài Gòn. Thực chất thì mình khi mà mình định đi ấy, thì mình cũng không có ý định làm video gì cả. Nhưng mà tự nhiên hôm nay ngồi kiểu đằng nào cũng phải đi mà, soạn nước hoa, soạn quần áo thì mình cũng sẽ lựa chọn ra đây những cái mùi hương mà mình nghĩ là chắc chắn nó sẽ rất phù hợp với những bạn nào đang ở trong Sài Gòn mà thích những cái mùi có thể đa dụng và quan trọng là nó không đụng hàng đó. Và nếu như các bạn đang mong chờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Trước khi vào những cái tên đầu tiên thì mình cũng phải nói rằng là như các bạn đã biết thì Sài Gòn chúng ta có hai cái thời điểm, đó là nóng và nóng vãi chưởng. Nhưng mà với cá nhân mình, một năm trước đây thì năm nào mình cũng đi Sài Gòn nhất một lần, thì mình cảm thấy rằng là dù vào cái thời điểm nào chăng nữa, dù có vào giữa hè hay là vào mùa đông đi chăng nữa, mùa đông ở Hà Nội nhá, thì các bạn đi ở Sài Gòn thì cái nền nhiệt ở trong Sài Gòn nó cũng không thể nào nắng nóng và khó chịu bằng cái mùa hè ở Hà Nội. Quá chuẩn luôn. Mùa hè Hà Nội phải gọi là kinh khủng khiếp luôn ấy. Thế còn vào trong Sài Gòn ấy, nó vẫn nắng, nó vẫn nóng mà cảm giác nó không khó chịu bằng. Thế nên là mình sẽ có nhiều lựa chọn hơn, cũng như là mình có thể lựa chọn một vài chai nước hoa có những cái tông mùi ngọt ngào, tông mùi ấm áp để có thể sử dụng được. Tất nhiên là nó vẫn ở trong những cái mức độ cho phép thôi. Và mình sẽ không giới thiệu những cái chai nước hoa quá là đa dụng, quá là quốc dân như là Blue de Chanel rồi Dior Sauvage hay là YSL. Nó thật là quanh đi quẩn lại, nếu mà cứ làm mấy chai nước hoa đấy ấy, thì chỉ có loanh quanh là bán hàng với lại hết content để làm thôi, hay là ngại không muốn mua những cái chai nước hoa kiểu mới là mới lạ cho các bạn để làm. Còn ở kênh mình luôn muốn các bạn có những cái mùi hương mới, có những cái điều mới lạ và không đụng hàng với ai. Và chúng ta cùng nhau đến với mùi hương đầu tiên, đó chính là Elegance của After Game. Em này thì mình đã có một cái video review rồi. Và như mình nói ở cái video đó ấy, mình chỉ mong chờ đến mùa hè ở Hà Nội để có thể xịt nốt hương này. Thì đây là một cái mùi hương dành cho những anh em nào có cái phong cách gọi là thích những cái mùi hương bùng nổ, năng động. Ngửi một phát thôi đã thấy là bạn là một người chơi thể thao, bạn là một người rất là năng động, lúc nào cũng tràn trề năng lượng. Cái mùi hương này mình đã có một cái video review rồi, khá là kỹ. Và với mình nói thì em này các bạn thì chỉ đi tập gym, dành cho những em nào mặc cái phong cách thể thao các thứ vào mùa hè thì các bạn có thể xịt em này một cái tông mùi xịt sút rất là bùng nổ cùng với gừng làm điểm nhấn. Nó như kiểu một gốc trà gừng nhưng mà để đá vậy, uống rất là sảng khoái, rất là dễ chịu. Và em này như mình nói là nó có mở đầu giống với Dior Homme Cologne hay Jimmy Choo Men, nhưng mà dry down nó lại có gỗ, nó làm cho cái mùi hương trở nên hay ho hơn. Như kiểu Jimmy Choo Men thì lên cái nốt ngọt của Ambosan này, còn Dior Homme Cologne thì nó lại lên cái vai xạ sạch. Thế nên là em này nó làm mình liên tưởng đến một chai nước hoa rất đắt đỏ của nhà Lilabo, đó chính là Cedrat 37, một cái chai nước hoa rất đắt và mùi rất là ngon giống như em này khá là giống luôn. Em này độ bám tỏa rất là ổn, thế nên là bạn nào mà có phong cách kiểu trẻ trung năng động thì xịt mùi hương này vô cùng phù hợp trong Sài Gòn. Sao đấy? Rồi, ôi đây này, lại vào đây này, lại vào đây với bố đấy. Nha. Mùi hương tiếp theo mà mình mang đi đó chính là Mancera Sicily. Em này thì mình nhớ rằng có một cái video review cũng trong thời gian gần đây thôi. Và với cá nhân mình thì nếu như bạn thích một cái mùi có cái tông bám tỏa tốt này, đến từ một thương hiệu nít và quan trọng là giá nó cũng rất là rẻ, thì Mancera Sicily này là một lựa chọn rất là phù hợp. Mình mang em này đi để có thể vào đó ngồi cà phê lê la rồi đi chơi, đi ăn uống, thì Mancera Sicily này nó rất là vừa phải, rất là phù hợp. Một cái mùi hương như bạn mình nói là nó giống một cốc trà đào ở Phúc Long vậy. Và về sau nó lên thêm hoa cùng những nốt hương khác. Và đây là một cái mùi mà mình cảm giác là nó rất là vừa phải. Nó có thể không quá là hấp dẫn, quá là quyến rũ, nhưng mà nó tạo mình một cái mùi thơm gọi là khiến ai cũng có thể ngửi thích. Đây là một cái mùi mà mình đánh giá là nó không quá là độc đáo, nhưng mà về cái độ an toàn thì Sicily xài trong Sài Gòn cũng rất là ổn. Đến từ một nhà nít nữa, lựa chọn cũng rất là rẻ, quan trọng là 120ml bảo tỏa ngon. Nếu như mình đi gặp những người bạn ở trong một cái không gian nó lịch sự một tí thì mình sẽ lựa chọn mùi hương nào, đó chính là Wanted by Night của Azzaro. Em này thì với cá nhân mình thấy rằng là thay vì lựa chọn những cái mùi như là Blue de Chanel, như là YSL
rồi Dior Eau Bát hay là những cái chai nước hoa nó ở tầm mức tầm 2 đến 3 triệu thì mình sẽ lựa chọn One Thực By Night. Như ở video trước ấy thì mình nói rằng là em này có thể sử dụng vào những cái buổi tối mát trời. Cái nào mình cũng rất là hy vọng ở trong Sài Gòn đợt tới mà mình vào thì sẽ có một ngày nào đó mưa và mình có thể đi ăn ở một quán ở có cái có không gian kiểu ngoài trời nhưng mà là những tấm kính ấy, thì mình có thể xịt mùi hương này. Em này mở đầu là mùi của trái cây khá là dễ chịu, nhưng mà nhiều bạn nữ ngửi thì các bạn ấy sẽ nói rằng là mùi này nó khá là unisex, nhưng mà các bạn ấy rất là thích cái mùi hương này. Dry Down thì mình cảm thấy là nó tên tên quế nhưng mà nó khá là giống với những cái chai nước hoa mùa đông gọi là phổ biến ở trên thị trường, có nét gì đó giống da, có nét gì đó giống blue. Tóm lại là nó là một cái mùi khá là an toàn, thế là để mà lựa chọn mình đi ăn một buổi tối với những người bạn ở trong Sài Gòn của mình thì lựa chọn One Thực By Night nó sẽ rất là vừa phải, rất là phù hợp. Mùi hương tiếp theo liên quan tới những cái chiếc sơ mi đuối kiểu này. Như các bạn biết thì mình khá là nhiều những cái chiếc sơ mi đuối như thế này, và cái việc mà lựa chọn được với những cái mùi hương nó có cái phong cách kiểu phóng khoáng, kiểu trẻ trung, kiểu thanh lịch, có gì đó hơi kiểu mình cảm giác hơi kiểu lãng tử ấy, thì mình sẽ lựa chọn Jo Malone White Moss Snowdrop. Đây là một trong những chai nước hoa trong bộ Limited và mình cũng đã nhắc qua chai này ở trong cái video những chai nước hoa Giáng sinh. Thì con bạn của mình là Thanh, là một bạn sống và làm việc ở Sài Gòn rất là nhiều, gần như là cả năm chỉ có một Tết nó ra đây thôi, thì nó đã rất là thích cái mùi hương này nếu như để lựa chọn là một trong những cái mùi sử dụng vào Giáng sinh ở trong Sài Gòn với cái nhiệt độ khá là mát trời. Thì em này nó có một cái nét rất là hay, khi các bạn xịt cái mùi hương này ra này, các bạn sẽ nhận thấy một cái nét xanh, nó có một cái tí kiểu thảo mộc. Và cái nét xanh ở đây nó có điều đặc biệt là nó không đắng, nó như kiểu là các bạn đi qua các bạn hít những cái lá cây vậy, nhưng mà chỉ là các bạn không bứt nó ra, đơn giản là các bạn kiểu khi người ta vừa mới tưới nước lên thì cái mùi kiểu của cây, của nước, cái độ ẩm nó bay lên và các bạn sẽ nhận thấy rằng là ở trong này nó có một cái nốt hương cực kỳ lạ, đó là các bạn sẽ nhận thấy cái vai lạnh. Em này cũng đã xuất hiện ở trong cái video mình ở cái podcast số 1 dành cho những cái mùi hương để có thể đi tập gym ấy, thì mình có recommend chai này. Uầy, thế luôn, cái này chai hoa này nó có một cái nốt hương tạo cảm giác kiểu lạnh ấy, như kiểu là các bạn đang sờ những cái bông tuyết mà nó đang tan chảy ở trên tay ấy. Thực ra mình cũng chưa được sờ tuyết đâu nhưng mà mình có thể hình dung được cái cảm giác đấy, như kiểu các bạn cầm một cục đá chỉ là ở đây nó mềm thôi. Thì cái đây là một cái mùi hương rất là phù hợp và để mặc với những chiếc áo phông này trông nhẹ nhàng, trông kiểu hơi trầm một tí, rồi rất là kiểu có nét hơi kiểu thư sinh một tí, xong rồi đẹp da, tóc bóng bẩy vuốt vuốt, không quá là những cái mùi hương ngọt ngào nhưng mà biết khéo léo tinh tế, thì đây là một cái lựa chọn rất là ổn. Chỉ có một điều là nhà Jo Malone này có một cái DNA là rất là mùi thì làm khá là tự nhiên nhưng mà nó bị một cái là bám tỏa kém ấy. Trời ơi. Thế nên là em này thì mình chỉ có lẽ mang đi chỉ xịt vào những cái ngày trời chiều, buổi chiều mình đi ăn hay là mình đi trung tâm thương mại chơi thôi. Mùi hương tiếp theo mà mình mang đi để lựa chọn đó chính là Guerlain Eden phiên bản Cologne. Mình không có em đấy ở đây tại vì mình đang cho mượn, cũng chắc là mai kia mình sẽ lấy về. Và cái mùi hương đấy mình mang đi để phục vụ cái việc là đi những quán pub rượu kiểu cocktail bar ấy. Mình thì như các bạn biết là mình khá là thích đi uống cocktail và đợt tới thì mình sẽ đi với người yêu mình. Thì hai chúng mình sẽ có một vài buổi tối đi gọi là một cái tour về cocktail bar ở trong Sài Gòn, tại vì ở Hà Nội thì bọn mình cũng đi gần như là hết rồi, thế là đổi gió đi vào đấy. Và tất nhiên là đi vào đấy thì ăn mặc nó phải hơi chơi một tí, nghĩa là mình sẽ có thể mặc là những chiếc áo phông, rồi áo phông basic đơn giản thôi, xong rồi mặc những chiếc quần jean hoặc là mình có thể mặc những chiếc quần kaki hoặc quần vải cũng được. Là lúc ấy mình chưa biết là mặc gì tại vì còn phụ thuộc vào cái việc là quần áo của người yêu mình mặc như thế nào để mình match cho nó phù hợp ấy. Đấy, thế nên là mình nghĩ rằng là mình sẽ mang Guerlain Eden phiên bản Cologne đi. Đó là một cái mùi hạnh nhân, nhưng mà một cái tông mùi hạnh nhân có thể sử dụng rất tốt mùa hè. Và mình đảm bảo rằng là khi mọi người, người lạ ngửi cái mùi hương đấy thì mọi người sẽ rất là tò mò, không thể biết được. Tại vì với cái không khí ở Sài Gòn đi thì các bạn không thể nào chơi được những cái mùi nó quá là nặng đô. Vì thế việc lựa chọn Guerlain Eden phiên bản Cologne, một cái mùi hạnh nhân, nó có một cái vai tối, xong rồi một cái vai ngọt,
đặc trưng béo bùi của Hạnh Nhân cùng với cam chanh ban đầu đảm bảo là nó sẽ ghi điểm được với những người xung quanh. Mà được ra là mùi hương đấy thì mình cảm nhận là nó không quá là quyến rũ, tại vì mình đi với người yêu mà. Nếu mà mình đi một mình cơ hay là mình chưa có người yêu cơ thì mình sẽ lựa chọn hoàn toàn một cái list khác để có thể đi vào đấy đi chơi gây ấn tượng với các bạn nữ. Đúng là con trai của ta. Nhưng mà đây mình đi với người yêu rồi nên là mình sẽ lựa chọn những cái thông mùi nó vừa phải, nó không phải tỏa quá là tốt để gây ấn tượng với người xung quanh làm gì cả. Và em đấy chắc là hôm ấy mình sẽ mặc một cây nó hơi sáng màu một tí. Ui, chúng ta sẽ có những cái kiểu ảnh rất là đẹp và tình cảm chúng mình sẽ đi lên. Quá chuẩn luôn. Thông báo với các bạn một cái thông tin, đó là các bạn bay nội địa ấy, thì các bạn có thể mang tới 1 lít nước hoa thoải mái luôn cho anh em mang. Anh em không phải thắc mắc là tại sao mình mang nhiều thế, liệu có xịt hết không, liệu có lên đường lên máy bay không. Chỉ cần anh em có hành lý ký gửi, anh em để cẩn thận lót vào trong những cái bộ quần áo, cứ xếp tầng cứ một bộ thì các bạn lại xếp cái chai nước hoa vào giữa, xong rồi các bạn xếp chồng lên nhau thì các bạn mang nước hoa thoải mái luôn, không vấn đề. Hoặc là cần mùi hương nào các bạn xịt dặm lại để tránh việc là các bạn mở vali, thì các bạn cũng có thể cầm riêng một chai đút vào một cái túi xách thôi. Thì mình nghĩ là đây là những cái mùi hương mà mình sẽ mang trong Sài Gòn sắp tới và hy vọng nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Và không biết là những cái bạn đang ở Sài Gòn thì bạn có những cái lựa chọn như thế nào, có anh em nào trùng với những cái mùi hương mà mình đang sắp tới mang vào Sài Gòn hay không, thì các bạn hãy bình luận phía dưới và đừng quên việc like, share cũng như là ấn nút chuông theo dõi để có thể nhận được nhiều video hơn nha. Năm mới rồi, tiếc gì nhau một like một share.